Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lệnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua dân Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cứu chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta nghĩ gì khi chúng ta nhắc đến từ vua? Lẽ thường vua gắn liền với vương quyền, với uy lực, thống trị hay những cách hiệu tương đương như thế. Hiểu một cách như thế, từ này thường chỉ mang tính nghĩa trần tục, giới hạn trong đời này. Thế nhưng, Vua Giêsu Kitô lại mang một cách nhìn mới, không chỉ giới hạn ở đời này mà cả ở đời sau nữa. Từ trong bài đọc 1 trích sách Samuel, một vị vua nổi bật của dân Do Thái trong thời trước Chúa Giêsu đã được đề cập đến. Đó chính là vua David, một người được sức dầu tấn phong. Ông được tấn phong để chăn dắt và lãnh đạo dân Israel theo lời của Thiên Chúa phán cùng ông. Vương quyền David lãnh nhận không phải để cai trị như các vị vua khác. Vị vua này đã được tấn phong để chăn dắt và lãnh đạo như vị mục tử chăn dắt chiên của mình, một vị mục tử nhân lành. Hơn thế nữa, Thầy Giêsu còn minh chứng một vị mục tử chết vì đàn chiên của mình. Trong bài tin mừng, Thánh Luca trình thuật lại cuộc đối thoại trong những phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Mọi người đã chế nhạo, nhục mạ, thử thách Chúa Giêsu rằng: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Họ đã chỉ hiểu vua theo nghĩa thế gian này. Uy quyền đó dường như chỉ đến những gì ở bên ngoài, chứ không phải tự mình mà có. Lạ lùng thay, người hiểu được vương quyền của Chúa Giêsu lại là một trong hai người chịu đóng đinh bên Chúa. Trong một trong hai người thì đã nhục mạ, thách thức, thì người còn lại biết đón nhận hình phạt dành cho mình. Anh ta còn nhận ra Chúa Giêsu không làm điều gì sai trái mà phải chịu đóng đinh như anh. Hơn thế nữa, anh còn nhận ra vương quốc của Thiên Chúa, rồi xin được nhớ đến. Kết quả hơn những gì đã được ước nguyện, anh đã được Chúa Giêsu hứa đưa vào thiên đàng với người. Thế là vỡ lẽ ra, Chúa Giêsu đã không nói gì nhiều trong đoạn tin mừng ngày hôm nay, chỉ một câu vọn vẹn. Và vương quyền của người đã được thể hiện qua chính hành động hơn là lời nói.
Chúa đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho tình yêu. Một tình yêu của vị mục tử, một tình yêu của một vị vua thật sự. Chỉ cần phán một lời, người chịu đóng đinh bên cạnh Chúa đã được người cho ở cùng trên thiên đàng. Quả là Chúa đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Vì thế, chúng ta hãy vui mừng như lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse. Hãy vui mừng, hãy cảm tạ Chúa Cha. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta sống trong ánh sáng, vì chúng ta đã được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm, và chúng ta đã được đưa vào vương quốc thánh tự chi ái, đó cũng chính là thiên đàng. Ước mong sao các vị mục tử trong giáo hội luôn thi hành sứ vụ vương đế của mình qua việc mục vụ trong tinh thần phục vụ. Xin cho mọi người anh chị em chúng ta luôn biết tôn vinh Thiên Chúa là vua, một vị vua yêu thương tất cả mọi người.